Chào tất cả anh em đến với shop phụ tùng Trần Đạt nha anh em. Nay mình xin được giới thiệu với anh em một cái sản phẩm rất là hot và mình nghĩ là trong thời gian tới nó sẽ làm khuynh đảo cái thị trường mà mua hàng của anh em ha. Đó chính là một cái đĩa 110, quay 110 hàng mới nha anh em ha. Đĩa này thì nó là đĩa zin luôn anh em. Đĩa zin và nói chung là nó rất là đẹp anh em ơi. Mình cảm thấy rất là thích cái đĩa này. Giá của nó là 250.000 một cái nha anh em nha. Thì bên mình mới có cái đợt hàng này về thì đúng hàng chuẩn 100% luôn nha anh em. Đây, bây giờ nó mới về được khoảng hơn chục cái, 20 cái vậy anh em ơi. Đây ha, thì một sắp dày. Đó. Thì mình sẽ gỡ ra, mình cho anh em coi xem cái đĩa này là như thế nào. Thì cái đĩa này anh em, mình giới thiệu qua luôn cho anh em là cái đĩa này nó là đĩa Future 110, quay 110 Thái và quay ZX đều gắn được nha anh em nha. Thì cái đĩa này bên mình đang bán giá của nó là 250.000. Thì đây này, anh em có thể thấy ha, cái tem của nó có ghi là chữ KFL này, là anh em biết được là 110 nha. 110 là mã nó KFL. Thì cái này anh em gắn được cho ZX. Vì ZX nó xài đĩa 5 lỗ chung với lại quay Thái 110 luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt cái này ra để mà mình quay cho anh em coi nha. Đây anh em, thì bây giờ mình đã gỡ ra khỏi bịch rồi anh em ha. Cái này thì do vận chuyển cho nên là nó hơi chảy ở đây nha anh em, nhưng mà cái chất lượng thì không cần phải nghĩ luôn. Đây, đĩa rất là đẹp anh em. Đĩa này nó phải gọi là tuyệt vời luôn em ơi. Này anh em thấy ha, bọn khoay một cái đường khoay rất là đẹp. Đó, anh em thấy không, đường khoay rất là đẹp luôn. Cái màu nó rất là chuẩn nha anh em. Cái màu đĩa đúng chuẩn Honda luôn nha, chứ không phải là đĩa lô nha anh em. Đĩa lô thì mình không nói rồi. Đó, nè. In 3D nè, rất là tuyệt vời luôn. Khắc 3D là gì rồi nè, anh em thấy không nè. Cái lớp sơn nó rất là đẹp luôn. Đây, đây cái lỗ đó nè, những cái lỗ nó thì gì khỏi mà chê rồi ha. Chi tiết cực kỳ lên. Đó. Giá nó là 250.000 nha anh em. Nha anh em nha. Thì cái đĩa này anh em nào có nhu cầu anh em hãy liên hệ mình nha. Thay thế cho những cái đĩa hàng cũ, hàng theo xe mà nó đã mòn rất là ok. Hoặc là những anh em nào chúng ta từ quen pha, chúng ta lên đĩa 110 nha. Đi bộ này rất là tuyệt vời. Cái đĩa rất là dày nên nha anh em. Này mình có thể cho anh em coi cái lỗ của nó này để anh em thấy cái độ dày của nó ha. Rất là dày luôn nha. Rồi anh em nha. Bây giờ mình sẽ lấy một cái đĩa mà đĩa mòn rồi, mình quay cho anh em xem coi là cái đĩa đấy với cái đĩa này nó khác nhau như thế nào nha. Rồi anh em, bây giờ mình lấy một cái đĩa này, đĩa này là đĩa lô nha anh em nha. Cái đĩa lô mình sẽ quay cho anh em coi coi là nó khác cái đĩa kia như thế nào. Đây cái đĩa này đĩa lô này. Đĩa màu đen đĩa lô này, này đĩa zin này. Này cái đĩa lô anh em. Anh em sẽ nhìn ha, cái đường này nó chạy rất là đẹp. Cái cạnh nó xuống rất là đẹp anh em thấy không? Nó xuống cạnh rất là đẹp nha. Nó xuống cạnh rất là đẹp. Còn đây anh em có thể nhìn nó xuống cạnh này. Này anh em thấy không, nó sẽ xuống cạnh đâu, nó sẽ có một cái đường gì đi theo nó này, nó xuống cạnh nhìn rất là xấu nha. Này đó anh em thấy không. Thứ hai là cái chiều dài của cái đĩa này á là nó giống như là ảo anh em, ở ngoài thì nó sẽ làm bè ra nhưng mà phía bên trong thực ra nó rất là mỏng nha. Rồi phía sau mặt lưng này, đây mặt lưng này thì anh em thấy là nó phay, nó không có phay xéo ra nha, nó không phay xéo mà nó phay thẳng ra ngoài luôn. Đây anh em, còn đây anh em thấy cái đĩa của người ta nó phay nè, nó khác nhau không anh em thấy không. Nè cái đĩa này người ta phay xéo nha, đó theo hình xoắn ốc anh em thấy không. Còn cái đĩa này nó xoay nó giả, nó làm giả anh em, mà nó là không có tới nên là nó bay, nó phay chỉ có ra thẳng ngoài thôi, không có đẹp được. Đó, thứ ba là những cái lỗ ốc ha. Đây này, những cái lỗ đĩa này anh em có thể thấy ha. Đây, những cái lỗ này, ví dụ như cái lỗ này này anh em thể thấy nó đóng méo rồi này, anh em thấy không, đóng méo rồi, nó méo sẹo luôn đó. À, méo này anh em thấy không, nó đóng rất là méo luôn này. Đấy, thắng rất là nguy hiểm nha anh em nha, nó đóng này, cái lỗ này méo sẹo này. Đó, anh em thấy không, nó méo qua một bên, nó đâu có thẳng đâu. Đâu còn đây này, qua đây mình nhìn cái lỗ của người ta này. Đây, rất là đẹp luôn nha. Đó, để cho anh em thấy được cái chất lượng như thế nào nha. Còn bốn con ốc giữa này khỏi nói rồi, rất là đẹp rồi. Bốn con ốc giữa này nó cũng xấu, không có đẹp mấy. Đó, nói chung là anh em nhìn chúng ta biết tiền là của đó này anh em ha. Đó, và cái này mình bán giá 250.000 nha anh em, cực kỳ rẻ cho anh em luôn ha. Cái này hàng tồn trong kho ra,
Anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ mình ngay nha. Số điện thoại 0915 434 973 anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Đó anh em thấy ha. Như thế này thì anh em còn gì để nói đâu. Quá là đẹp luôn anh em. Nha. Đó. Quá là tuyệt vời luôn anh em. Rất đẹp. Cực kỳ chi tiết.